chạy xe đạp à, luôn bà cô chú đi chạy xe đạp. Ok đi. Lấy cái gì? Lấy cái kiến. Ồ, lấy cái kiến không cho con đeo mắt hả? Dạ. Nó nắng quá hả? Con kiến để đâu? Ở nhà hả? Chỗ nào? Vô lấy đi, mẹ chịu thua. Nào, kiến của mình để đâu đâu? À, đúng rồi. Ê, nâng vậy nè, đeo cái này đi. Đeo cái này đi cho đẹp. Còn con cái đó hả? Đeo vô thử cái đó coi. Rồi, nhìn vô camera coi. Ui cha, quá đẹp rồi. Ngoại cho ngoại coi, cho ngoại coi đã. Có bọn quần á ngoại. Có bọn quần á. Rồi, qua lấy đi. À, con không có té đâu nha ngoại nha. Ok. Ông bà cô chú rất là thích con chạy xe, con chạy cho ông bà cô chú coi đi. Đâu có té rồi. Lâu nó có dẫn xe ra. Thế như hôm bữa. Đúng rồi. Rồi, bỏ lên luôn. Đúng rồi. Hay lắm bồ ơi. Bà cô chú khen chạy xe đạp quá trời hay luôn. U xa ơi, chạy vậy vòng vòng nữa. Đừng đụng tôi nha. Đừng đụng mẹ nha. Quá đẹp luôn. Đụng mẹ vậy. Này là quá tin tường rồi. Khép chân vô chút coi. Khép chân vô chút. Chạy khép chân vô chút. Quá trời thời trang luôn á. Ôi nãy giờ chưa dừng luôn ông bà cô chú thấy hay không? Khép chân vô coi. Chẳng hạn quá, đúng rồi, khép lại, đúng rồi, vậy đó. Con đã khép rồi. Quá trời dữ luôn, ông bà cô chú khen quá trời luôn, ông bà cô chú nói chạy giỏi quá. Hay quá, chạy xe đạp nhìn cưng quá. Xuất sắc. Rồi, coi chừng té. Hả, con mệt quá hả? À rồi, không muốn cái này mẹ cầm nha. Nè, mẹ cầm vô. À, để nè. Ê, đúng rồi. Đó. I reminded you. À, đúng rồi. Đó, đúng rồi, cứ chạy đó con. Mẹ giúp con mẹ cầm. Rồi, giúp cho con đi, coi cho con có cái trớn hàng rồi, đi đây. Chưa biết bắt trớn không bà cô chú ơi. Chưa biết bắt trớn. Ê, đâu hả? Tự nhiên vô đó chi vậy? Rảnh quá à. Đúng rảnh luôn á. Phải gọi là đúng rảnh. Trời ơi, dính chân dơ chân rồi. Thấy chưa? Ngoa. Bảo chơi. Ờ, cô dẫn xe, cô tướng dẫn xe. Ngoa. Ok, khoan, trời. Rồi, làm lại coi. Rồi, ráng ra, máng vô. Máng cái kiến vô. Mẹ máng vô quần phải không? Rồi, ok, nè máng vô quần. Thôi đừng có vô nước, dơ. Ở trận lấy kiện ra nằm mình ở chạy. Mẹ không có thấy hả? Không, mẹ không thấy, nãy giờ mày đâu thấy đâu. Mẹ không... nãy con thấy. Hồi nãy con thấy hả? Mày lo mày tập trung con không chứ mày đâu tập trung lấy kỳ. Quay đều. Mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay về. Quay về đây giùm tôi. Rồi xong luôn. Chuyện gì?
lượm xe. Yeah. Quay về đây giùm tôi đi. Ông bà cô chú thấy trời đẹp không bà cô chú? Lá cây ngầm kìa. Lá cây nằm nó ra mà ngoài nắng này nó nằm nó lăn 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 nè ông bà cô chú ơi. Bà cô chú con lá cây nè. Hái lá cây. Giúp gì? Trời ơi rớt đôi dép rồi. Lại lượm dép đi. Coi tướng này, tướng nhỏ xí à. Rồi chạy lên đây. Chạy vòng 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 lắc kì kìa. Trời ơi, tôi dắt xe đạp nè. Tướng dắt xe đạp nè. Rồi, bắt trấn, bắt trấn, bắt trấn. Đúng rồi, bắt trấn. Rồi, thả hai chân lên luôn, thả hai chân lên luôn. Không muốn mang dép rồi sao chạy. Trời ơi, vậy dơ dớ chay ơi, dơ dớ cái chay. Hư đôi dớ luôn á chay. Hư đôi dớ màu trắng luôn á. Màu trắng kinh xương luôn á. Rồi, đạp đi. Ủa, chứ kêu giúp vụ gì? Giúp vụ cái dép hả? À, ý là mang dép vô hả? Trời ơi, giúp vụ cái dép. Đây, 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 đây. Rồi, mang vô. Đó, 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 đó. Rồi, mang vô. Chứng bên đây, ra đây. Rồi đây, rồi mang vô, rồi đi đây, rồi mày đẩy nha. Rồi, dạ chưa? Ok. Mẹ con mất ngứa cái đầu. Trời ơi, còn ngứa đầu nữa. Ok, ok, mẹ đẩy. Rồi, ok, đẩy ha. Đẩy qua, đẩy qua đống. Đẩy. Con, đẩy qua đống nước luôn nha. Rồi, đi đây. Wow. Rồi bây giờ ông bà cô chú coi tập chạy xe đạp ha. Tập chạy xe đạp là làm gì nữa? 11 năm nữa là thấy chay bắt đầu lái xe hơi rồi ông bà cô chú. bắt đầu mẹ tập chạy xe hơi. Xe hơi là cái nào? Xe hơi là cái nào? Car. Oh, it's car. Uh-huh. Just like the back. Wow. Nó hỏi xe hơi là cái nào? Từ 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 mới bắt đầu hả? Là coi nó cái nó bắt đầu nó đẻ ra xong mà cái bắt đầu nó tập. Trời 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 cái đó bậy á. À con chưa biết control hả con hả? Thì mình thấy mình chuẩn bị mình hít cái vật nào đó thì mình bẻ lái về chỗ khác. Nó chưa biết cách điều khiển nên nó lỡ vậy. Cái nó đẻ ra xong nó bắt đầu tập lật hang, cái bắt đầu tập bò cái xong cái bắt đầu tập trường cái xong bắt đầu vịn đồ đứng lên, cái bắt đầu đi xong bắt đầu chạy. Trời đất ơi, đủ thứ cho trò hết trơn, một cái quá trình lớn lên luôn á. Rồi đẩy. Hai. Rồi sao? Cái này giữ nè hả? Cái nào giữ? Ô, chạy vòng tròn vậy hả? Đúng rồi. À, con nghiêng được luôn. Đúng rồi, nghiêng được cái đó là giữ đó. Đó đó, mẹ coi cái này giữ nè. Giữ quá mà mày còn bây giờ mà bóc đầu xe lên luôn nè nữa luôn. Bỏ một tay ra. Đó, đúng rồi. Bỏ một tay ra, mốt chạy bỏ hai tay luôn. Đó, đúng rồi. Cỡ bảo chưa? Còn chú con nó dạng dễ sợ không? Nhanh rồi nhanh. Ok. Bạo quá trời bạo dạng luôn. Ông bà cô chú nó chạy vòng tròn, ông bà cô chú chóng mặt luôn. Mẹ quay vòng tròn mày còn chóng mặt không chi ông bà cô chú đây chơi. Rồi bỏ tay ra. Vô nhà người ta chị. Ủa dứt lá kỳ lại nhà đó nó nằm rồi kìa. Ôi trời trời đừng để đụng xe người ta nha.
nha nè, hai mẹ con mình bơi đua đi. Đừng. Đừng. Bây giờ thấy không? You wanna do, Shady, you wanna do a challenge? Yeah. You and me to see who no. gonna... You, okay, the first one is gonna be a line or two lines. Huh? The first one... No, from here to over there. No, this time is gonna be this time. Okay, and that time is gonna be this. Right, okay. Like, đi nha, con đi, con đứng ở đây đi. Đếm nha, ông bà, cô chú coi nha. Một. Wait, let's play right in the night. You, we say it's night time. Okay, so... Rồi mày chấp con nửa đường á. Được chưa? 1, 2, 3, go! At the same time. No. Xem chưa? No. Trời ơi, đẹp vậy. When I say stop. Stop. Okay. Rồi thắng con rồi trời ơi. Rồi được chưa? Nó ăn gian rồi ngoại ơi. Nó rớt nó đi bơi mà đi cái thùng. Nó không ăn gian. Rồi. Okay, let me go first. Gian ghế thì chứ. Go. Go. Rồi ok con thắng rồi. Mẹ dạ. nhìn mấy trái đu đủ đã ghê không bà? Ờ. Quá trời đã mấy trái đu đủ luôn bà con chú. Cái cây bên đây nè, trái nó dài ngon. Dài nó không có bệnh. Đúng rồi, mẹ dài. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà ngoại với mẹ chơi đi. Ngoại ngồi đây. Ngoại ngồi đâu? Ngoại ngồi đâu? Ngoại ngồi đây. Mẹ ngồi đây ok. Next thing. Rồi ok, ngoại ở đây nè. Nghỉ chay, nghỉ chay. Bùa ấy đi. Rồi, ok, đếm đi. Thôi nó làm vậy nghỉ chơi lên luôn. Go. Ai biết thấy cái vòng này tưởng bơi qua đó, ai biết. Rồi làm lại ai bơi nào? Làm lại đi. Giờ bơi qua bên kia đó mà. No. Rồi ok. Ok, một cô gái ngồi đây. Rồi bơi đi lại thẳng hay là bơi qua đây? Bơi. Chị không chỉ ai biết. Rồi, chỉnh đi, nói đi, kêu đi. Bơi. Xin mến chào đại gia đình mình nha. Chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay trở lại với cái món ăn của gia đình mình á, thì mình ở nhà mình có con gà nè. Đó. Rồi ở đây là có măng. Nên hôm nay á là mình sẽ nấu bún măng gà. Và ở trong cái dĩa của mình là có gốc hành với hành tím, rồi có chút hạt nêm, có muối, có tiêu, có chút đường. Rồi mình đã trộn lên trong cái dĩa gia vị này nó đều lên hết rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ ướp vô con gà ha. Đó, ướp gà thì mình sẽ lấy bằng cái tay thôi cả nhà mình ơi, chứ còn mang cái bao tay nó khó quá à. Mình rửa tay sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ thoa vô mình ướp. Ướp mình để đây khoảng chừng nửa tiếng. Cái mình bắt đầu mình đem con gà mình lên luộc. Có chút tiêu á nó thơm. Đó, lắm. Ướp cái trong này nữa. Bún măng gà, bún măng vịt đều ngon cả. Nhưng mà nhà mình hôm nay có con gà thôi, để nấu bún măng gà ăn. Gà này ngon lắm cả nhà, gà này nó dai giống như
gà Việt Nam mình vậy, ngon lắm, nó dai. Cái thịt nó không có mềm, giống như gà công nghiệp. Gà công nghiệp thì nó mềm, mình nấu ăn nó không có ngon. Đó, thì bây giờ mình sẽ để con gà đây ha. Lại mình để đây chờ con gà thấm. Mình sẽ là, bây giờ là mình bắt đầu mình xé măng. Măng này là bên cô Hương cho mình cũng lâu lắm rồi. Măng này là mình cũng luộc sơ rồi nha cả nhà. Giờ mình xé rồi cái mình luộc lại, luộc lại để bỏ bớt cái nước độc của măng á. Măng á thì ăn nó ngon, nhưng mà cũng nghe nhiều cô chú anh chị nói ăn măng cũng hơi độc, cho nên mình làm hơi kỹ một chút, bỏ bớt cái nước. Rồi thì bây giờ mình sẽ đâm nước mắm. Mình ăn với nước mắm gừng nha cả nhà. Đó, thì trong cái chén mình là có ớt nè, có tỏi, có gừng. Rồi thì hồi nãy giờ mình đâm gừng cũng nhuyễn rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vô đường. Một muỗng đường, hai muỗng đường, ba muỗng đường. Đâm thêm chút xíu nữa cho đường nó nhuyễn nặng, cho chút cái nước mắm của mình nó kẹo kẹo á. Rồi giờ mình sẽ chắc chanh vô. Chắc chanh vô trước vậy cho cái tỏi với gừng nó trắng. Hai đứa con mình live stream ở đằng trước á cả nhà. Hôm nay nó live stream ở ngoài trước nên trong nhà mình đâm mình làm ồn, không có sợ tiếng ồn. Nhà thấy ngon lắm, đâm nhuyễn vậy nè, chút mình chấm nó thấm lắm. Và bây giờ mình sẽ cho vô cái nước mắm này khoảng 3 muỗng nước mắm. Vậy là bây giờ phần nước mắm nó cũng xong ha. Giờ phần nước mắm mình cũng làm xong rồi nè. Con gà vô mình luộc. Đó. Cái chân vô. Chảo dầu nè. Cho vô miếng hành. Hành tỏi. Hành tỏi ở trong cái chảo mình nó thơm rồi, sẽ cho măng vô xào. Nãy mình mới luộc măng rồi, cái mình xả mấy nước cho mình vắt khô lại rồi nè. Mình cũng bắt nước lên mình luộc rồi nè. Trong cái nồi nước thì mình cũng có cho chút đường phèn, chút muối, chút hạt nêm. Rồi ở bên đây là bún. Ở bên đây là măng. Măng mình cho hành tỏi lên mình xào thơm hành tỏi xong cho măng vô xào, cho chút hạt nêm, chút nước mắm, chút nữa mình sẽ cho vô cái nồi nước dùng. Bây giờ mẹ Ngọc sẽ chặt cắt gà ra chứ không phải chặt. Đó, cắt ra cho nó dễ. Cái cánh á. Gà nhìn nó đã ha mẹ ha. Mà cũng ngon. Chồng Ngọc thì đang rót nước ra. Điều Vinh thì bây giờ bữa nay là muốn ăn lại cái mì Ý. Mì Ý còn nước sốt sao mọi người, chỉ cần là nấu mì vô là có nước sốt rồi. Ui, con gà mập nè. Một cái thùng rút lại cho nó mập ấu nhìn đã ghê. Cái này vậy mẹ, mà thường thường mà gà mà xé mẹ ăn ngon. Xé cái ức gà đồ ra, xé mấy miếng thịt đồ ra mẹ. Đó, ui giời, cái này là nhìn vô là thấy ngon lắm nè. Ngon, mày lật cái miếng thịt gà cho con coi thử nè. Có mấy cái đùi gà, lật cái miếng. Ồ, đã không? Cái đùi gà bên này nè. Làm hai cái đùi cho ba cái con cái. Cho khỏe. Ồ, ui trời. Nước ngon hả? Nước mắm gừng nè. Ngọc sẽ múc ra nè. Ngon ha. Con chén mẹ, chén ba, chén cho cô nó thơm mùi gừng mọi người ơi. Mẹ làm nước mắm hơi đậm đà một chút, đặng chút mình chan vô á. Đúng rồi mẹ, cái này mình chan có vô. Khi cái nước nó không có được, nó chưa có đậm đà. Mình chấm với cái này thêm vô.
vào giờ nước sôi dày nè, múc lên vô nó nóng vô mới ngon. Bún bỏ hành, rồi cái bỏ chút hành phi với tiêu vô. Giờ là ngon rồi nè. Múc vô, múc cái bọt ra chút cái mà chan cái măng vô. Bây giờ mẹ Ngọc múc nước vô nè. Hello trai. Con chào ai? Cô chào ông bà cô chú. Đúng rồi, giờ ngồi đây chơi để mẹ với ông bà cô chơi cho mẹ với lại ba với lại bà ngoại làm video nha. Wow, quá ngon. Quá ngon, quá hấp dẫn luôn. Hello, xin mến chào lại gia đình mình. Hello, nha. Xin chào cả nhà. Bây giờ bún măng mình nấu chín rồi thì mời đại gia đình cùng ăn với gia đình mình nha. Rồi. Đó. Đó, mình làm tô bún vậy cái để thịt vậy dễ. Dễ ai muốn ăn gì thì gấp cái đó. Rồi anh Công gấp cái đùi đi. Không, để coi ba thích ăn thịt gì, ba thích ăn thịt gì, ba gấp cái đó. Có hai cái đùi nè. Hai cái đùi mà cái ba cái đi. Cái anh cái em ăn cắm. Cắm hả? Ok. Hello everybody, xin chào các bạn. What are you eating daddy? Spaghetti. Chồng Ngọc anh homemade. Anh ăn mì Ý. Rồi anh Công cho anh nghe không? Anh Công Trang vô miếng mắm gừng. Cái này để con gái. Cả nhà ha. Anh Công cho cái muỗng nhựa kéo bên anh á. Cho em múc miếng ớt. Cái này phải có miếng ớt vô nữa. Rồi ớt cay. Anh không ăn cay nhiều nhưng mà phải có miếng. Ok. Ủa cái này ăn với sa tế nó có hợp không Ngọc? Không mẹ. Vậy hả? Khác hả? Cái này ăn ớt này được chứ còn sa tế không rồi. Trang miếng mắm gừng vô anh Công. Trang chết. Mắm gừng vô nó mới thơm, cái tô bún nó mới ngon. Mắm gừng vô chết. Đó. Rồi, xin mời đại gia đình dùng bữa nha. Hôm nay ăn bún quá mà không có đi chợ nên không có rau muống bào. Chứ bún măng có rau muống bào mới đúng bài luôn ngon. Xin mời. Chính xác. Này với giá thôi. Wow. Đó là mình gà lớn quá. Em làm mềm lắm nên dễ ăn lắm. Quá ngon. Quá mềm luôn anh mình. Em dữ lắm ha, cái da nó béo. Wow. Cầm tay luôn, cầm hai tay luôn. Quá dữ. Quá dữ. Quá ngon hả. Rồi, mẹ ăn cái cánh. Lấy chén nước mắm. Rồi, xin mời đại gia đình mình nha. Ồ, mắm làm ngon con không? Ừ. Vừa ăn đậm đà hơn bữa ăn ốc. Dạ, ngon thiệt chắc. Mua ở ngoài chợ ấy hay. Ừ, mua trên chợ Việt Quốc Hương á. Ừ. Nó giống như là Việt Nam mà ha. Nó ngon dai quá luôn. Ừ. Nó thui gì đâu. Giờ thấy ai ăn cũng thèm quá trời, giờ tới con. Rồi con làm đi, ăn đi. Ngon lắm. Mời mọi người nha. Wow, đừng giả không. Ăn cái này nè, đó, này vừa có miếng thịt, vừa có miếng da, vừa có ấy nè. Chấm vô miếng thịt gà cho nước mắm. Cầm tay đi. Cầm tay, cầm cái đũa nó trơn, phút nữa nha. Có một món chả. Tự nhiên cái món gừng nó tự nhiên thèm đang ăn gà mà nhớ tới dịch. Thì nó có một lần có gì năm đi ăn dịch ở Thanh Đa. Lâu dữ lắm bà ba ơi. Là đầu tiên đi Quynh về luôn hả sao? Đúng rồi. Mà bữa đó thì Quynh không có đi. Mẹ ba với anh Bảo coi hoa.
Không, có con với mẹ với anh Bảo à, không có ba nữa. Không có, không có. Không có hả? Không có luôn. Ngon không? Cơm bữa chỗ đó cũng ngon lắm. Mình có cái tật chứ, mình về cái nhà khi con cái đi đâu cũng đi với mình ở nhà. Đâu cũng vậy á. Chiều mà nói đi ăn ha, đi vòng vòng chơi vậy. Ngoại trai không chịu đi cả nhà mình đây. Biến có đi. Bởi vì về Việt Nam ok thôi, ủa ngoại đâu. Ngoại đâu ở nhà chơi với cháu rồi đó vậy á. Tụi nó đi hết thì chiều á, ông nội bắt cái ghế ra ngồi trước á, có cái bàn nhỏ nhỏ cái uống nước trà hay là ngồi chơi với mấy anh em hàng xóm mà. Không chịu đi. Is it still good, Daddy? Oh, amazing. Yeah. Rồi hỏi chồng Ngọc là mì ý còn ngon không? Mà nó vẫn còn tuyệt vời. Tuyệt vời. Cái da này ngon ghê. Vậy vậy mà nó giòn ngon ha. Chứ không phải nó nhão. Ồ, đã. Chấm rồi mới mắm đậm đà. Nãy là bút con này cho chay ăn rồi, bà cô chú ăn trước cho nó khỏe. Bởi nhiều lúc á, chay muốn lên video á là lên chơi thôi, chứ trước khi á mình làm video là cho em ăn no rồi. Cái cho nó miếng bánh hay là gì đó, nó ngồi vậy đó. Nó ăn cho nó chịu ngồi thôi. Miếng gà này phải để cho nó nằm trong nước mắm á. Đúng rồi. Cái băng này bữa ai tặng mẹ không ta? Ừ. Bởi bây giờ á, cô Hương con, cô Hương cho. Giờ vậy á, nó có nhiều khi mình về tới nhà, về Việt Nam á là bất cứ gì đâu, mà bây giờ ví dụ như ở nhà đi, con mình bây giờ như nó đi công việc đi, ví dụ như nó đi du lịch đi, mà bây giờ để bé trai ở đây với ông ngoại bà ngoại, hay là bảo để cho mấy cháu với ông nội bà nội đi dài ba bữa, ba mẹ đi đâu cũng được, đi đâu cũng được hết trơn luôn, không có đòi theo, có mình với bà xã mình ở nhà rồi lo cho mấy cháu là ok luôn, chay á, khỏe luôn. Nó chay nó rất là dễ chịu, ở với ông bà cô chú đều được hết. Còn hai đứa cháu nội mình á thì cho là nó ở với mình hồi xưa tới giờ, hồi mới sinh ra tới giờ nên nó quen ba mẹ đi đâu đi ở nhà ông nội bà nội được hết luôn, cho ăn cho uống rồi được hết. Ba ly chiến vừa rồi con về cái con đút nó ăn không à. Hôm qua hàng chiên qua mẹ nghe nói là mua món mẹ Ngọc về là mẹ Ngọc đút con ăn, nghe nó dạ ngược sớt luôn. Mọi người nghe nói ăn tự ăn mình rồi ngoại. Hết đúc rồi. Hoang hoang quá rồi. Bây giờ mua cái khay rồi nè. Phải mua cái khay bằng inox á. Đi học á, đi vô lớp là cô tự tập cho em ăn. Tụi Quynh no hả con? Ta vô cô. No. Mà hai đứa cháu mình bây giờ bên đó nó thích ăn thịt gà. Mẹ nó khô gừng á. Gà, cánh gà rồi nó quá lắm luôn. Mẹ nó khô gừng, nó ăn cơm ngon lắm. Chay cũng vậy, chay về Việt Nam mà mẹ ngân kho thịt gà với gừng là chay cũng mê. Ăn cả tô cơ. Đi ăn chay mình gà. Nó là nửa Mỹ nửa Việt rồi. Nhiều khi nó ăn đồ Việt chứ ít bữa nó cũng thèm đồ Mỹ. Đúng rồi. Thèm đồ Mỹ nó cây ba nó mua. Người Mỹ chay ăn theo ba nó biết hết à. Thích ăn món gì nói ba tự mua về cho nó ăn được hết, khỏe. Này mà tại vì nó nhỏ nhỏ ra chút nữa được thấy bự quá. Chặt à. Nó ăn lấy kéo không Ngọc? Hả? Nó bắt công quá. Cái kéo là ở cái kéo bự. Cái kéo nó cắt. Cái này cắt được rồi. Cái này sợ cắt không được không? Cắt đi. Cắt nhỏ là chấm mới thấm hả? Ừ. Để nguyên cái đùi thì nhìn nó ngon. Nó ấy quá, mình nó ngon mà. Đó. Cầm bẻ rồi. Ui giời, nó mềm.
quá mềm luôn đó. Mẹ luộc có 20 phút cái mẹ cắt lại bắp sao này rồi có bài cắt nó giữa không con nè rồi ok number one. Ủa con miếng này nè miếng này mới là cái má đùi ăn mới đã miếng nhất định của cuộc đời á, cái quyết định á. So your dipping looks different. Ăn thịt gà, ăn thịt gà cái ngon nhất là ngon nhất là hai cái cánh với hai má đùi. Chứ hai cái đùi cũng không ngon. Như huynh về Việt Nam chứ bây giờ là biết là order đồ rồi. Đồ ăn là phải luôn, tới giờ là anh order về ha. Cho con miếng nước mắm đây nè. Rồi anh kêu xe ráp. Xe ráp rồi anh kêu đi là phải luôn luôn. Reset that you can order everything in Vietnam now. Muốn ăn gì lên mạng. Mà hai cha con hai cha con dẫn đi hút tóc. Dẫn anh đi vô tiệm hút tóc. Đó, ok nói thôi bây giờ mà cái tật đi win là nó tóc rồi nó làm lâu lắm. The only thing is because they don't have a phone number to call, a Vietnamese phone number, they always want me to call them to confirm the orders. Hai cho con dẫn vô đó cái mình xin số điện thoại của ông chủ tiệm tóc á, nói khi nào mà xong cái là nhà máy gần vô mình đón về. Mình nói chập cái mình quên tất tiêu. Domino's should have known me by that. canh có khoảng chừng tiếng đồng hồ á, tiếng đồng hồ chạy ra cây hỏi con tôi đâu rồi, cái anh chủ tiệm tóc anh sáng nè, mới ra đây nè, mới đứng ra để đứng dồn tới dồn lui gấp vậy luôn hả? Rồi ra bút gấp đi ăn pizza. Đi ăn pizza. Yeah, I could get around everywhere. I book Grab to go to the haircut. I book Grab to go to the pizza place. Thôi chứ giờ khỏi cần tiền ai trên. Muốn ai cắt tóc là book Grab chạy chạy tới chỗ cắt tóc. Thì huynh giờ chỉ cần về Việt Nam mà lái xe được nữa là ở Việt Nam luôn. Tuyệt vời luôn, ở Việt Nam luôn. Việt Nam luôn. Yeah. Everything food related. Việt Nam dám lái xe cả một chú rồi. Mệt, number one. Mệt gì con? Katie said that she needs a blanket because she's cold. Oh, she's cold? Okay. I am finished. Có bữa đường ngắn gắt bảo cho lái khúc. Huynh chạy xe được ok rồi, nhưng mà tại vì đường Việt Nam chạy không quen nên không dám đưa. Sợ lắm. Huynh chạy xe em yên tâm. Ý, bảo chạy em cũng yên tâm. Con chạy em yên tâm mẹ. Cảm ơn chị. Con chạy xong ai không ai yên tâm. Đúng rồi. Do là tay lái của đàn ông á, nam á. Chính á, chính đó, chính nhìn video, chính mỗi lần chính thấy con lái là chính hồi hộp rồi. Đúng rồi vậy hả? Đó. Không biết làm sao, biết là nó biết lái đó. Mà mỗi lần mà chính nhìn cưng lái là chính hồi hộp. Trang đường vô nhiều. Thế bây giờ ảnh này giờ ảnh về Việt Nam, bây giờ ảnh bốc rớp, ảnh đi Bến Thành hả? Ảnh đi vòng vòng, ảnh chơi là phải ru luôn á. Sao con đi chơi? Nghe ảnh bây giờ anh thích Việt Nam dữ lắm rồi. Nguyên á. Thích lắm. Nguyên anh thích dẫn lên đây đi chơi. Thích cha con dẫn nhau đi chơi. These look like the... Don't they look like the... Wow, no, I'm not. Nguyên chưa lần nào về ở trên quê lại đọc phẩm ta. Chưa phải không? Đó là nóng mà. Tại vì thường thường mình đi huynh đó, mình dẫn đi huynh tới chỗ nào mà có chỗ chơi vui vui. Đúng rồi, biết có cái chỗ mà ở được. Nó không có nói chuyện gì được, đó là cái mình chơi, mình vui. Còn mình á, còn ba về quê đây là ba thăm bà con. Bà con. Rồi thăm bà con, ba thăm những cái người tình láng giềng ngày xưa, rồi dòng họ. Chứ còn mà đi huynh, mà nếu mà đi huynh đi lên trên đó thì cũng không có cái gì để để chơi hay là cũng không nói gì, cứ ngồi cười vậy không à. Biết gì đâu. Không nói chuyện được đâu. Còn mình về mình vui. Đây mình gặp lại bà con, ăn được những cái món ăn rồi này kia vui, có cái tình cảm tiếp. Cái đồ ăn đồ đó cũng không có ăn được nữa. Khổ vậy. Đúng rồi, như là thịt luộc của bánh tráng là chịu thua. Về quê là chủ yếu là thịt luộc của bánh tráng. Đó, rồi mì quảng, mì đồ là thôi, là hai món đó là thôi rồi. Wow, hôm nay mẹ nấu một cái bữa bún măng gà lại ăn rất là ngon, tại vì trong tủ còn con gà nè nên là lấy ra làm món đơn giản mà nó khác đổi vị.
nếu như mà cả nhà mình á, ai mà lâu quá mà chưa ăn lại món bún băng vịt ra bún băng gà thì mình làm lại ăn, xin mời gia đình ăn cuối tuần cho vui. Thôi thì cái video clip này Ngọc cũng sẽ xin kết thúc tại đây nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người ở đây nha. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.